Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành địa phương để tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái mới. Hôm nay ngày 3 tháng 11, Đà Nẵng ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới, gồm 1 ca bệnh cách ly tại nhà và 3 ca mắc chưa cách ly. Trong đó với 2 ca mắc chưa cách ly là nhân viên tại nhà hàng Lê Gia 2, quận Sơn Trà. Thì qua điều tra có 101 F1 đã test nhanh và là âm tính, được cách ly tại khách sạn và 138 F2. Ngành y tế địa phương đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan, đồng thời phong tỏa tạm thời một số nơi liên quan đến các ca bệnh này. Trong ngày, thành phố đã tiếp nhận 98 người về từ các địa phương khác. Hiện thành phố có 5 điểm phong tỏa tại 3 quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ. Đến nay, Đà Nẵng đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 hơn 1.140.000 liều, trong đó có hơn 888.000 người tiêm mũi 1 và hơn 252.000 người tiêm mũi 2. Sở Y tế cho biết còn nhiều trường hợp có triệu chứng nhưng không đi xét nghiệm và phát hiện sớm. Đề nghị tuyên truyền người dân khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần đến ngay cơ sở y tế để khám. Sở Y tế cho biết ngành y tế dự kiến đào tạo tập huấn, quản lý, theo dõi và thí điểm triển khai cách ly F0 tại nhà. Đề nghị các quận huyện nhanh chóng triển khai kế hoạch trạm y tế lưu động. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết qua đánh giá tình hình dịch đang có nguy cơ tái bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp. Bí thư Thành ủy đề nghị các sở ngành địa phương cần chuẩn bị những biện pháp, đặc biệt là về tâm thế trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy nhận định còn nhiều ca trong cộng đồng chưa xác định nguồn lây, phân bổ trên địa bàn các quận, nguyên nhân là do sự di chuyển và mở lại các hoạt động. Các địa phương khác vẫn đang gặp tình trạng như vậy và Đà Nẵng không ngoại lệ. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh các địa phương cần lưu ý và thận trọng, yêu cầu hệ thống chính trị và người dân bình tĩnh, tuyệt đối không được chủ quan. Đề nghị thứ nhất là phải tiếp tục nắm chắc và quản lý tốt địa bàn và kịp thời phát hiện những cái người ở về các cái địa phương khác về thành phố và người của thành phố chúng ta đi ra khỏi địa phương và quay trở về. Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương đang có ca dương tính nhanh chóng quyết liệt triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm và yêu cầu là dập dịch nhanh, không để lây lan mức độ diện rộng, không để ảnh hưởng các hoạt động khác. Bí thư Thành ủy yêu cầu thông qua các ca bệnh mới, các địa phương phải có đánh giá đúng tình hình dịch bệnh trên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn phù hợp. Các địa phương phải tăng cường kiểm tra giám sát các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất.